Thưa quý vị, Bộ Công an Việt Nam vừa công bố danh tính của 39 nạn nhân tử vong trong container ở thành phố Essex, và chúng tôi xin đăng lại ở trang blog bản tin pháp luật usa.blogspot.com. Thưa quý vị, đây là danh tính của 39 nạn nhân. Và chúng ta thấy là quê quán của họ như sau: Đinh Đình Bình, quê Hải Phòng; Võ Nhân Du, quê Hà Tĩnh; Cao Tiến Dũng, quê Nghệ An; Nguyễn Tiến Dũng, quê Quảng Bình; Lê Văn Hòa, quê Nghệ An; Nguyễn Ngọc Hà, Quảng Bình; Nguyễn Văn Hiệp, quê Nghệ An; Trần Ngọc Hiếu, quê Hải Dương; Hoàng Văn Hợi, quê Nghệ An; Nguyễn Bá Vũ Hùng, Thừa Thiên Huế; Trần Mạnh Hùng, quê Hà Tĩnh; Nguyễn Huy Hùng, quê Hà Tĩnh; Nguyễn Văn Hùng, quê Nghệ An; Võ Văn Linh, quê Hà Tĩnh; Trần Hải Lộc, quê Nghệ An; Nguyễn Đình Lượng, quê Hà Tĩnh; Phạm Thị Trà My, quê Hà Tĩnh; Võ Ngọc Nam, quê Nghệ An; Trần Thị Ngọc, quê Nghệ An; Nguyễn Văn Nhân, quê Hà Tĩnh; Bùi Thị Nhung, quê Nghệ An; Trần Thị Mai Nhung, quê Nghệ An; Phạm Thị Ngọc Oanh, quê Nghệ An; Nguyễn Huy Phong, quê Hà Tĩnh; Nguyễn Minh Quang, quê Nghệ An; Đinh Đình Thái Quyền, quê Hải Phòng; Nguyễn Trọng Thái, quê Nghệ An; Bùi Văn Thắng, quê Hà Tĩnh; Phan Thị Thanh, quê Hải Phòng; Cao Huy Thành, quê Nghệ An; Lê Ngọc Thành, quê Nghệ An; Trần Thị Tơ, quê Nghệ An; Trần Khánh Thọ, quê Hà Tĩnh; Hoàng Văn Tiếp, quê Nghệ An; Nguyễn Đình Tứ, quê Nghệ An; Nguyễn Thọ Tuân, quê Nghệ An; Dương Minh Tuấn, quê Quảng Bình; Đặng Hữu Tuyên, quê Nghệ An; Nguyễn Thị Vân, quê Nghệ An. Và chúng tôi xin chia buồn với tất cả gia đình của 39 nạn nhân đã tử vong ở Anh Quốc. Thưa quý vị. Thưa quý vị, đây là sổ tang đã được Đại sứ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Ngọc An ký, thưa quý vị. Và nội dung sau đây: vô cùng đau xót trước việc 39 người Việt bị chết tại Essex, Vương quốc Anh hôm 23 tháng 10, 2019. Đại sứ quán Việt Nam một lần nữa xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân. Đại sứ quán Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Anh và Việt Nam để thực hiện việc bảo hộ công dân và hỗ trợ các gia đình nạn nhân đưa thân nhân về nước. Xin chân thành cảm ơn cảnh sát Essex, người dân và các cơ quan chức năng Anh đã nỗ lực phối hợp cùng chúng tôi giải quyết vụ việc. Essex, ngày 7 tháng 11, 2019. Thay mặt người Việt đang công tác, học tập và sinh sống tại Vương quốc Anh, Đại sứ Việt Nam Trần Ngọc An cẩn ký.